Hôm nay anh chồng nhà mình sẽ xuống bếp nha các bạn. Kem chuối, món ăn tuổi thơ của rất là nhiều người. Ngon và dễ làm lắm, bây giờ bắt đầu thôi. Đi rang đậu phộng trước nha. Không thì các bạn có thể mua loại rang muối sẵn. Sau đó mình sẽ làm sạch vỏ và đập nát ra. Giờ thì đi lột vỏ chuối và đem đi xay nhuyễn nào. Bây giờ thì cho ra thau lớn nha các bạn. Bước cuối cùng là mình sẽ đi nấu sữa lên nha. Mình sẽ cho vào 2 bịch sữa tươi không đường. Thêm đường vào sữa, nhiều hay ít là tùy vào khẩu vị nha. Sau đó cho vào một hộp sữa đặc nhỏ loại 380g. Khuấy đều và nấu sôi hỗn hợp lên rồi bắt xuống. Đợi hỗn hợp nguội thì mình sẽ đổ vào chuối xay. Giờ thì cho đậu phộng rang giã nhuyễn vào thôi. Khuấy đều lên là mình cho vào bịch được rồi nha các bạn. Sau khi cho kem vào bịch thì mình bỏ vào ngăn lạnh, đợi kem đông lại là ăn được rồi đó. Dễ làm quá đúng không các bạn? Thường ngày mình rất là lười ăn trái cây, nhưng ăn món này là suốt ngày luôn. Tính ra ngày ăn được 2-3 trái chuối á. Ai giống mình thì thử làm món này nhé. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video của vợ chồng mình nhé. Chúc các bạn và gia đình có những giây phút thư giãn và thật nhiều niềm vui nhé.